Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đề xuất ưu tiên hỗ trợ một lần khi mua nhà ở xã hội với cặp vợ chồng có hai con nhằm cải thiện tình trạng mức sinh thấp. Trong bản tin thị trường mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho biết giá nhà tăng cao góp phần thúc đẩy xu hướng nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống không kết hôn, sinh con hay chọn lối sống hai nguồn thu nhập không con cái. Chuyên gia VARS đề xuất chính sách ưu tiên hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần với cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Thực tế, luật nhà ở 2023 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 đã nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội bởi quy định mới không còn yêu cầu điều kiện cư trú, chỉ nêu một số điều kiện về nhà ở và thu nhập như thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cũng được bổ sung thêm trường hợp là thân nhân liệt sĩ, công chức, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, học sinh, sinh viên, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên đề xuất ưu tiên hỗ trợ mua nhà ở xã hội với vợ chồng sinh đủ hai con được đưa ra. Tại cuộc họp các vấn đề kinh tế vào tháng 8 năm ngoái, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất cặp vợ chồng sinh đủ hai con được ưu tiên hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần để họ an tâm sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin, tài liệu về 32 nhà máy điện gió để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại, hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế tại các nhà máy điện trên. Riêng tại tỉnh Gia Lai, có nhà máy điện gió Hung Hải, huyện Krông Cho, nhà máy điện gió Cửu An, thị xã An Khê, nhà máy điện gió Ia Le 1, huyện Chư Pư và nhà máy điện gió Ia Bang 1, huyện Chư Prong. Tránh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam vừa ký quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án Sân Côn Việt Yên. Dự án Sân Côn Việt Yên có vị trí tại hai xã Hương Mai và Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 268 QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Sân Côn Việt Yên, xã Hương Mai và xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, nay là thị xã Việt Yên, tỷ lệ 1/500. Theo đó, dự án Sân Côn Việt Yên có diện tích lập quy hoạch khoảng 152,4 ha. Trong đó, Sân Côn chiếm 150 ha, còn lại 2 ha dành cho việc xây dựng đường giao thông tại khu vực trọng điểm. Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 835 QĐ-TTG về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân Côn Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với nội dung: nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Côn Trường An, mục tiêu xây dựng sân côn 36 hố và khu phụ trợ, khu biệt thự cho thuê, diện tích khu đất là 140 ha, vốn đầu tư 1.214 tỷ đồng, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 205 QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng sân côn Việt Yên, xã Hương Mai và xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên, tỷ lệ 1/500. Lý do điều chỉnh do trong quá trình tổ chức thi công xây dựng, triển khai thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Côn Trường An nhận thấy quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án Sân Côn Việt Yên chưa đảm bảo về quy mô, công năng sử dụng, kiến trúc cảnh quan cũng như sắp xếp các khu chức năng phù hợp với tính chất đặc thù của sân côn chất lượng quốc tế. Mặt khác, một số vị trí gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Côn Trường An, đơn vị chủ đầu tư, đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 dự án xây dựng sân côn Việt Yên Stone Highland. Tổng cục thuế vừa có công văn số 3385 yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 113 doanh nghiệp bán trái phép hóa đơn,
trong đó năm 2023, Tổng cục Thuế đã công khai danh sách 524 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn. Như vậy, tổng cộng 2 lần, Tổng cục Thuế đã công khai danh tính của 637 doanh nghiệp. Chỉ đạo này của Tổng cục Thuế được ban hành trên cơ sở kết quả bản án số 115 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ về xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xác định trong thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, đối tượng Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp hoặc thông qua đối tượng trung gian sử dụng 637 công ty do Nguyễn Minh Tú mua lại để bán trái phép trên 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng chục nghìn đơn vị, tổ chức để hợp thức hóa việc thanh toán qua ngân hàng. Để tiếp tục xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, thu thập hóa đơn giấy của 113 công ty mới công bố danh sách để áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định. Trường hợp phát hiện tổ chức đơn vị nào có sử dụng hóa đơn của 113 công ty trên đây để kê khai thuế thì xem xét xử lý thuế, hóa đơn theo quy định. Như vậy, mặc dù đã được chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, nhưng trên thực tế, việc gian lận hóa đơn vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng vẫn mua bán hóa đơn điện tử qua lại giữa các công ty, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ, làm giảm số thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thu lợi bất chính với số tiền lớn. Trước thực tế này, ngành thuế tiếp tục các biện pháp siết chặt quản lý sử dụng hóa đơn để chống thất thu thuế. Theo luật bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Để đảm bảo tốt quyền lợi và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả. Với tinh thần để người hưởng nhận tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng, ngày 1 tháng 8 vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp tại 20 tỉnh còn lại. Trong giai đoạn đầu chuyển tiếp, việc cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp có một số vướng mắc về kết nối giữa hệ thống giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngân hàng, bao gồm ngân hàng nơi cơ quan bảo hiểm xã hội mở tài khoản và ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản. Trong trường hợp người hưởng đã kê khai đăng ký nhận chưa đúng số tài khoản ngân hàng dẫn đến chưa nhận được tiền của kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, người hưởng thực hiện lập ngay thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 2 CBH để kê khai số tài khoản ngân hàng gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội, để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân sớm nhất, đảm bảo quyền lợi của người hưởng. Người hưởng tải mẫu 02 CBH theo đường dẫn 02 CBH tại trang web bảohiemxahoi.gov.vn, điền thông tin và lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong ba hình thức sau. Thứ nhất, thông qua giao dịch điện tử, người hưởng đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức IVAN nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ IVAN. Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua bưu chính. Thứ hai, nộp hồ sơ qua bưu chính. Thứ ba, nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc các điểm chi trả của cơ quan bưu chính. Trong năm học 2024-2025, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên sẽ có sự thay đổi so với năm học 2023-2024 do mức lương cơ sở tăng lên mức 2.340.000 đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của đối tượng học sinh sinh viên bằng 4,5% nhân mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Về phương thức đóng và thời hạn sử dụng thẻ, đối với học sinh vào lớp 1, trường hợp trẻ có ngày sinh từ ngày 30 tháng 9 năm 2018 trở về trước, có thể chọn một trong hai phương thức đóng. Phương thức đóng hai lần. Lần 1, nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho 3 tháng còn lại của năm 2024 với số tiền 221.130 đồng mỗi học sinh, nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 20 tháng 9 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024. Lần 2, nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho 12 tháng của năm 2025
với số tiền 884.520 đồng mỗi học sinh nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 25 tháng 12 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Phương thức đóng một lần. Nhà trường lập danh sách và thu một lần cho 15 tháng đối với số tiền là 1.105.650 đồng mỗi học sinh, nộp về cho cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 20 tháng 9 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp trẻ có ngày sinh sau ngày 30 tháng 9 năm 2018, nhà trường thu một lần cho số tháng tính từ tháng liền kề đến hết hạn bảo hiểm y tế theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đến hết tháng 12 năm 2025. Nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 25 của tháng hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trẻ em. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 của tháng liền kề đến hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, khi theo học năm thứ nhất tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tham gia bảo hiểm y tế năm học 2024-2025 sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Đối với học sinh, sinh viên các khối lớp, khóa học còn lại, học sinh, sinh viên tiếp tục đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế để được gia hạn liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã có. Riêng học sinh lớp 12, nhà trường thu bảo hiểm y tế 9 tháng. Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.